Rồi, sầu riêng nhà em nó chuẩn bị xuất chuồng ha. Đây là đúng tiêu chuẩn của Malaysia nè anh chị ha. Đây là dạng cốc nhớt nè ha, mình chăm ươm từ lúc 6 tháng ha, nay là được 2 năm ha. Đây nè. Chuẩn bị xuất chuồng theo đúng tiêu chuẩn của Malaysia ha. Này thế là đây ha. Rồi chiều cao thì nó cái này là khoảng mét mét 2 đến mét rưỡi ha. Này mình thử đây. Đây đây tất cả đều đã tàn hết ha. Này. Rồi đây tôi cho anh chị coi phía trong ha. Đây. Một số thì chuẩn bị ha. Đây cái số này thì đang chuẩn bị lên bầu lớn. Nằm đây là một số đây. Bạn đây này thì bắt đầu mới chỉ xuất bán rồi ha. Còn lúc này bên đây thì đang chăm lại ha. Như thì đặt chuẩn cũng khá là mất thời gian ha. Tuy nhiên thì để đảm bảo là nhà vườn mình có cây tốt nhất thì mình phải chăm ha. Còn nếu mình chỉ chúng ta mà lấy gốc ha, ghép mà 2 năm á thì chúng ta chăm rất là cực ha. Đây như mình đây là mình gốc nhất nhưng mà cũng là gốc nhất chăm 2 năm ha. Đây. Đây ha. Tất cả là chăm theo quy trình hữu cơ hết ha. Thì chiều cao của nó đạt tối thiểu là từ mét 2 đến khoảng mét rưỡi ha. Đó, như cái lóng bên đây thì nó được 18 tháng nha. Cái lóng đây thì 18 tháng. Lóng này thì anh chị thấy bắt đầu nó đang chia tàn ra ha. Đó. Bắt đầu chia tàn ra. Đây ha, bắt đầu chia tàn ra. 18 tháng đây ha. Đó. Còn mình nói là 24 tháng ha. Rồi. Thì đó là một số cái hình chị thấy dựng ươm cái mùa xuân kim của mình ha. Và tất cả thì mình chăm theo quy trình hữu cơ hết. Đó. Nơi đó thì tất cả là bằng phân cá, dịch cá ha, rồi men vi sinh. Rồi. Đây thì còn lại một ít này mùa xuân kinh ha. Rồi một ít đất thon. Thon này thì chuẩn bị